Lễ trao giải Emmy lần thứ 75 đã chính thức khép lại với những chiến thắng xứng đáng dành cho các bộ phim truyền hình ăn khách trong năm 2023. Series phim Succession dẫn đầu với 6 giải thưởng, bao gồm những giải thưởng cá nhân cho các ngôi sao Kieran Culkin, Sarah Snook và Matthew McFadden. Phim có nội dung kể về gia đình ông trùm đứng đầu tập đoàn truyền thông quốc tế Western Circle. Sau khi Logan qua đời vì bạo bệnh, 4 người con của ông lên kế hoạch tranh giành tài sản thừa kế, thậm chí đấu đá, hãm hại lẫn nhau. Sự việc gây ra nhiều khủng hoảng cho các thành viên, quyết định tương lai mỗi người. Sophia cũng mang về cho mình 6 tượng vàng, bao gồm giải thưởng cao nhất ở hạng mục hài kịch và giải thưởng cá nhân cho các diễn viên Jeremy Allen White, Azo Edibury và Ebon Moss-Begrick. Phim xoay quanh đầu bếp Cameron Brewster. Jeremy Allen White đóng, theo đuổi ước mơ trở thành bếp trưởng nhà hàng cao cấp. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi người anh ruột của Cameron tự sát. Nhân vật chính buộc phải quay lại thành phố Chicago để điều hành nhà hàng nhỏ của gia đình đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Sarah Frim Beep cũng thống trị một giải thưởng khi được gọi tên loạt phim giới hạn xuất sắc nhất. Beep có nội dung xoay quanh cuộc sống của hai người gốc Á Ami Lau do Ali Wong thủ vai và Danny Cho do Steven Seagal thủ vai. Trong khi nhân vật Ami có công ty làm ăn phát đạt thì Danny là nhà thầu chật vật kiếm sống. Trong lần va chạm ở bãi đỗ xe, cả hai liên tục trả đũa nhau bằng những tình huống giờ khóc giờ cười, khiến cuộc sống của họ lâm vào bi kịch. Phim còn gây chú ý khi có sự góp mặt của Hồng Đào trong vai Hành Trình, mẹ ruột Ami. Cuối cùng điểm nhấn trong lễ trao giải là khi Elton John mang về giải thưởng Emmy đầu tiên. Chính thức gia nhập danh sách sở hữu EGOT, bộ tứ giải thưởng danh giá Emmy, Grammy, Oscar và Tony.